Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin thế giới sẽ được mở đầu với chị Mỹ Lan. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Anh Quốc thúc đẩy trừng phạt Taliban tại cuộc họp G7. Thưa quý vị, tại cuộc họp G7, chính phủ Anh Quốc cho hay đã có kế hoạch thúc đẩy các nhà lãnh đạo thế giới xem xét các biện pháp trừng phạt mới chống lại Taliban nếu Taliban vi phạm nhân quyền hoặc cung cấp nơi ẩn náu cho các chiến binh Hồi giáo cực đoan. Tổng thống Mỹ là ông Joe Biden vào ngày Chủ nhật cho biết Taliban đã không hành động chống lại quân đội Hoa Kỳ đang kiểm soát phi trường Kabul và thực hiện phần lớn cam kết của họ là để cho công dân Hoa Kỳ đến phi trường một cách an toàn. Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ ủng hộ việc Anh Quốc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt nếu như Taliban vi phạm cam kết. Ông còn cho biết Washington sẽ xem xét việc gia hạn thời gian thực hiện cuộc di tản nếu các đồng minh G7 yêu cầu làm như vậy và đang hợp tác chặt chẽ với các nước để giúp họ hồi hương công dân của mình. Bộ Quốc phòng Anh Quốc cũng cho biết vào ngày Chủ nhật, 5.700 công dân Anh đã rời khỏi Afghanistan vào ngày 13 tháng 8. Thưa quý vị, Anh Quốc đã tiếp tục đẩy nhanh việc vận chuyển 6.000 công dân Anh rời khỏi Afghanistan vào ngày thứ Hai. Ai Cập đóng cửa biên giới với Rafah với dải Gaza. Thưa quý vị, ông Liad Al-Bozem, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Gaza cho Hamas kiểm soát cho biết vào tối Chủ nhật rằng Ai Cập thông báo là sẽ đóng cửa biên giới Rafah với dải Gaza vào ngày thứ Hai. Đây là quyết định thể hiện sự giận dữ của Cairo sau khi nhóm khủng bố Hamas tổ chức các cuộc biểu tình bạo lực ở biên giới với Israel, trong đó một binh sĩ Israel bị bắn trọng thương. 41 người Palestine bị trọng thương trong các cuộc đụng độ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích 4 kho vũ khí của Hamas sau bạo loạn. Ai Cập đã cố gắng làm trung gian để thi hành lệnh ngừng bắn kéo dài giữa Israel và Hamas và bạo lực cuối tuần được coi là một bước lùi trong các nỗ lực cho phép người Gaza bị thương được điều trị tại các bệnh viện Ai Cập và cung cấp viện trợ. Sau cuộc trao đổi kéo dài 11 ngày về vụ bắn tên lửa của Hamas và các cuộc không kích của Israel đã thúc đẩy Ai Cập cam kết hỗ trợ 500 triệu Mỹ Kim cho việc tái thiết Gaza. Israel và Ai Cập đã duy trì một cuộc phong tỏa trên dải Gaza được thiết kế để ngăn chặn Hamas buôn lậu vũ khí và vật liệu để xây dựng cộng sự và đường hầm. Hamas đã cai trị Gaza kể từ khi họ lật đổ chính quyền Palestine trong một cuộc đảo chính bạo lực vào năm 2007. Kể từ đó, đã có 4 đợt giao tranh lớn giữa Israel và nhóm khủng bố, thưa quý vị. Israel tìm thấy thuốc tăng cường vaccine làm giảm nguy cơ nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, Bộ Y tế ở Israel vào ngày Chủ nhật cho hay liều vaccine COVID-19 Pfizer thứ 3 hữu hiệu đang trong việc bảo vệ con người chống lại COVID-19 ở những người từ 60 tuổi trở lên so với người được tiêm 2 mũi. Mũi tiêm thứ 3 dành cho những người trên 60 tuổi có khả năng bảo vệ gấp 5 cho đến 6 lần sau 10 ngày liên quan đến bệnh nghiêm trọng và nhập viện. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Maccabi của Israel, một trong số các nhà tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, cho biết các mũi tiêm nhắc sẽ giúp đẩy lùi số ca nhiễm COVID-19 biến thể Delta. Những người ở tuổi trên 60 ở Israel được tiêm liều thứ 3 bắt đầu vào cuối tháng 12 này, thưa quý vị. Các băng đảng đề nghị cứu trợ nạn nhân động đất ở Haiti. Thưa quý vị, theo cơ quan phòng vệ dân sự của nước này, thì số người chết vì trận động đất 7.2 độ Richter vào tuần trước ở Haiti đã tăng lên là 2.207 người với 344 người bị mất tích. Vào Chủ nhật, một trong những tên trùm xã hội đen khét tiếng nhất của thủ đô, Jimmy Chazer, lãnh đạo lực lượng cách mạng G8, G9, thưa quý vị, đã thông báo trong một video trên mạng xã hội rằng các băng nhóm đồng minh của ông này đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và sẽ nỗ lực tiếp tay cứu trợ cho những nạn nhân trong vụ động đất. Số người chết tăng lên vào thời điểm các hoạt động cứu trợ đang mở rộng và các nhà chức trách đang phải vất vả giữ trật tự tại các điểm phân phối. Các băng nhóm đã tăng cường xe vận tải viện trợ, thậm chí là cả xe cứu thương và buộc các nhân viên cứu trợ phải vận chuyển hàng tiếp tế bằng phi cơ trực thăng. Chính phủ vào hôm Chủ nhật cho biết rằng 344 người vẫn đang mất tích, 12.268 người bị thương và gần 53.000 ngôi nhà đã bị phá hủy. Sự tàn phá người và của từ trận động đất đã gây ảnh hưởng nặng nề nhất đến Haiti, một quốc gia nghèo khó của vùng Caribe, thưa quý vị.
Và đó là phần tin thế giới. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin châu Á với những tin chính sau đây. Dân chúng Kabul khốn khổ vì ngân hàng đóng cửa và giá cả tăng vọt. Quân nổi dậy chống Taliban chiếm được 3 quận ở vùng đông bắc Afghanistan.